Chào mọi người đã đến với thế giới máy nha mọi người. Hôm nay mình sẽ ráp đầu dây cũng như là đầu dây hút, đầu dây sạch vô cho đầu bơm và test cho mọi người xem nha. Thì ráp dây này thì mọi người nhớ ráp ron vô để thôi nó xì nước nó không kín á. Thì bắt đầu mình ráp thôi. Ráp thì mọi người siết nó lại vừa đủ lực thôi, đừng siết quá. Nhớ là vừa tay thôi nha mọi người. Này là ống chả, để nước nó lên nó dư thì nó chả về. Để qua một bên đi. Tới cái này là ống ống hút nước lên nha mọi người. Ở đây có ron rồi nha mọi người. Thì cũng siết vô. Đây là xong dây hút nha mọi người. Nhớ gắn cái lượt rác đó nha mọi người. Thì mình lắp xong dây thì mình bắt đầu chuẩn bị nước nha mọi người. Nước đầy đủ thì mình giật máy. Trước khi giật máy mọi người nhớ gạt cần này lên để giật mở công tắc nè, đóng e nè, lên tiếng ga, mở e lên ga. Đây là nước rất là cao nha. Mình test sơ sơ vậy thôi chứ lại đường đông quá test nước nó văng. Và là mình vừa test xong đầu xịt rửa xe, đầu máy là Kawani 5,5 ngựa và đầu đầu bơm Magic 1 ngựa nha mọi người. Mọi người muốn mua thì liên hệ với số điện thoại dưới video hoặc là đến trực tiếp cửa hàng để gặp trực tiếp mình để mình bán cho mọi người.